Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kênh YouTube và giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 27 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo giao thông, một lãnh đạo huyện Nam Đàn Nghệ An cho biết, dù đã được nhanh chóng sơ cứu, nhưng thầy giáo NVZ, 87 tuổi, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Kim Liên, huyện Nam Đàn đã qua đời. Trước đó, sáng 26 tháng 5, trường Trung học phổ thông Kim Liên tổ chức lễ đón nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và gặp mặt 45 năm thành lập trường 1979-2024. Buổi lễ có sự góp mặt của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh của nhà trường. Tại buổi lễ, thầy giáo NVG, nguyên hiệu trưởng nhà trường được mời lên phát biểu, chia sẻ cảm tưởng. Trong lúc phát biểu, thầy Dê bất ngờ ngã quỵ xuống bục. Buổi lễ kỷ niệm sau đó phải tạm dừng. Phát hiện sự việc, mọi người liền đưa thầy dê đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu dẫn tới việc thầy dê qua đời nghi do đột quỵ. Được biết, thầy dê là một trong những hiệu trường đầu tiên và có nhiều đóng góp cho trường kể từ khi trường Trung học Phổ thông Kim Liên chuyển đến vị trí hiện tại. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, ngày 26 tháng 5, một lãnh đạo công an quận Cầu Giấy Hà Nội cho biết đơn vị đã có kết quả xác minh 3 ADN cuối cùng của 3 nạn nhân trong vụ việc. Danh tính ba nạn nhân là anh MNT, 37 tuổi, quê Bắc Cạn, anh LTT, 24 tuổi, quê Hưng Yên, anh VNL, 24 tuổi, quê Lào Cai. Sau khi có kết quả ADN, các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình và tiến hành hậu sự. Trước đó, lúc 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Chỉ ít phút sau, các đơn vị đã tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, ngăn cháy lan, cùng các mũi trinh sát tìm kiếm, cứu người bị nạn. Thời điểm này đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu dụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. Ngay sau đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ thành ký công điện gửi giám đốc các sở ban ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các nhà trọ trên địa bàn. Công điện của lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để ra soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn. Công việc này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân thành phố qua Công an thành phố trước ngày 20 tháng 6. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có. Ngày 25 tháng 5, cơ quan chức năng xác định được danh tính của 11 trên 14 nạn nhân tử vong và bàn giao các nạn nhân cho gia đình tổ chức an táng theo quy định. Các nạn nhân gồm anh VVZ, sinh năm 1998, quê Hải Dương chị NTTH, sinh năm 2001, quê Bắc Ninh, vợ anh VVG, anh TQK, sinh năm 1998, quê Hưng Yên, NXK, sinh năm 2001, quê Hưng Yên, chị NTM, sinh năm 1995, quê Thái Bình, bà NTT, sinh năm 1960, chủ nhà trọ, anh NKH, sinh năm 1982, con trai bà T, anh NMXH, sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh chị PTTH sinh năm 1997, quê Hà Tĩnh, chị VTL sinh năm 1999, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội và chị NTKO sinh năm 1996, quê huyện Thạch Thất, Hà Nội. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ cháy nhà trọ ở phố Trung Kính làm 14 người tử vong để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật hình sự. Cơ quan công an sẽ xác minh hai nội dung xem xét trách nhiệm của chủ nhà cho thuê trọ tại phường Trung Kính, quận Cầu Giấy và trách nhiệm của nhóm quản lý nhà nước để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sau vụ việc này, công an thành phố Hà Nội vừa ban hành một số khuyến cáo nhằm giảm thiểu nguy cơ về cháy nổ, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, đặc biệt tại nơi tập trung nhiều nhà trọ, chung cư mini. Theo đó, công an Hà Nội đề nghị ban quản lý, chủ, người đại diện của các khu nhà trọ và chung cư mini chấp hành nghiêm mọi quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, lắp đặt hệ thống phương tiện thiết bị phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quy định đồng thời chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về công tác đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại công trình do mình làm chủ thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các hộ gia đình người thuê phòng thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy nắm vững kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy thoát nạn cứu người trong đám cháy sơ cứu ban đầu bên cạnh đó tham gia lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy hoặc chính quyền địa phương tổ chức định kỳ kiểm tra phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn, cứu hộ đã trang bị, bảo dưỡng thường xuyên để hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, không để xe gần các tủ điện, thiết bị điện hay ở những vị trí che khuất dụng cụ phòng cháy chữa cháy, tránh gây cản trở khi xảy ra sự cố cháy nổ, đảm bảo có lối thoát an toàn và dễ dàng tiếp cận cho tất cả cư dân, người thuê trọ. Đối với nhà trọ và chung cư mini cao tầng mà chỉ có một lối thoát nạn, chủ nhà cần thiết kế lối thoát dự phòng, có thể lắp thang sắt bên ngoài, thang dây, dây thả chậm, lối lên mái, ra ban công, sân thượng sang nhà liền kề. Bên cạnh đó, Công an Hà Nội nhấn mạnh cần phản ánh kịp thời đến quản lý trung cư mini, phòng trọ về những nguy cơ mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, có thể gây phát sinh cháy nổ. Khi có sự cố cháy nổ xảy ra, người dân phải bình tĩnh, tìm lối thoát nạn an toàn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sáng ngày 26 tháng 5, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Định, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên xác nhận cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Lệ Trì, 35 tuổi, ở thành phố Quy Nhơn để điều tra tội tham mô tài sản. Chi là bị hại trong vụ bị lừa đảo qua mạng với số tiền 30 tỷ đồng, nhưng là bị can trong vụ tham ô tài sản của cơ quan mà người này làm việc, một chi nhánh ngân hàng. Theo điều tra ban đầu của công an, trước đó khoảng 14 giờ ngày 21 tháng 4, trong khi lướt Facebook, thầy có cuộc thi marathon dành cho trẻ sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024 tại thành phố Quy Nhơn. Chi đã đăng ký cho hai con và một cháu của mình tham gia. Tuy nhiên, đây là một trang fanpage lừa đảo. Khi thầy Chi đăng ký tham gia, người của trang fanpage này liên hệ lại và đề nghị Chi kết bạn qua Zalo để tiện trao đổi. Thực hiện theo các bước mà đối tượng lừa đảo hướng dẫn và đăng ký mua sản phẩm, Chi đều được hoàn tiền nhanh chóng. Sau đó, nhóm lừa đảo qua mạng đưa ra các lý do như sai cú pháp, sai lệnh và yêu cầu Chi phải chuyển tiếp tiền ngay, nếu không số tiền đã chuyển trước đó sẽ bị mất. Chị tiếp tục chuyển tiền và làm theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo. Theo đại tá Nguyên, ban đầu chị bị lừa mất 1 tỷ đồng. Không còn tiền, chỉ nghe theo hướng dẫn của nhóm lừa đảo qua mạng, chỉ cách tham ô tiền của cơ quan đang công tác. Sử dụng các nghiệp vụ kế toán, chỉ trong một thời gian rất ngắn, chị đã lấy của cơ quan gần 30 tỷ đồng bằng hình thức chuyển khoản, chỉ chuyển hết số tiền này cho nhóm lừa đảo. Cơ quan điều tra cũng xác minh dòng tiền chi chuyển cho chủ tài khoản là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thể thao Đông Á Việt Nam, thực chất là công ty ma. Sau khi biết mình bị lừa đảo qua mạng, chị đã đến công an trình báo. Quá trình xác minh vụ việc, truy hỏi nguồn tiền bị lừa, công an phát hiện chị đã tham mô tài sản của cơ quan nên đã thực hiện khởi tố, bắt tạm giam để điều tra như đã nêu. Vụ việc chị bị lừa đảo cũng đang được công an điều tra làm rõ. Là một nạn nhân trong vụ việc này, chị TTH 35 tuổi ở thành phố Quy Nhơn, Bình Định cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, chỉ lướt Facebook thấy fanpage cuộc thi Cool Marathon 2024 diễn ra tháng 6 tại thành phố Quy Nhơn. Do dịp hè nên chị Hát nhắn tin đăng ký cho hai con và một người cháu tham gia giải chạy. Tài khoản Facebook Cool Marathon 2024 phản hồi qua tin nhắn, yêu cầu chị Hát kết bạn Zalo với một người tên Hoàng Phương Anh. Qua Zalo, Hoàng Phương Anh gửi cho chị Hát đường link để đăng ký chạy. Do thấy fanpage nhiều lượt thích, theo dõi, có các nghệ sĩ lớn quảng cáo nên chị hát tin tưởng. Sau đó, chị hát bị dẫn dụ vào một nhóm Telegram có nhiều người tham gia. Lúc này, một tài khoản tên Đặng Quang Vinh bắt đầu chiêu thức dụ dỗ lừa đảo. Bắt đầu Vinh tung ra một số sản phẩm thương hiệu, trong đó có nhãn hiệu Adidas, rồi yêu cầu các thành viên trong nhóm chuyển tiền. Sau đó, công ty bên Vinh sẽ chuyển khoản trả lại theo cam kết. Ban đầu, chị hát chuyển 640.000 đồng vào tài khoản theo hướng dẫn của Vinh và sau đó nhận lại được tiền theo cam kết. Vài lần dẫn dụ, con mồi bắt đầu xa lưới, tham gia mua thêm nhiều sản phẩm, số tiền ngày càng lớn. Lúc này, tài khoản Đặng Quang Vinh báo chị Hát đã chuyển sai cú pháp, yêu cầu phải có giao dịch khắc phục mới hoàn trả lại tiền gốc, lãi. Mặc dù nghi ngờ, song do đang mua nhiều sản phẩm, số tiền đã chuyển lớn mà chưa lấy lại được, nên chị Hát tiếp tục chuyển tiền tiếp. Khi đã dính sâu, chị Hát đi vay mượn thêm anh em bạn bè đồng nghiệp để chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu của đối tượng. Tổng cộng số tiền lên tới trên 30,2 tỷ đồng. Theo Công an tỉnh Bình Định, trong hơn một tháng qua, Cảnh sát hình sự tỉnh này đã nhận 21 tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, số tiền trên 35 tỷ đồng. Trong đó, rất nhiều đơn thư trình báo bị lừa tương tự như chị TTH. Với thủ đoạn này, nhiều trường hợp bị lừa số tiền 500 triệu đến 1 tỷ đồng, nhiều nhất là chị H với trên 30 tỷ đồng. Sau khi nhận đơn phản ánh của chị TTH, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua xác minh, cảnh sát phát hiện toàn bộ số tiền chị tth đều chuyển qua một tài khoản ở nước ngoài